Bây giờ thì khảo như bài tổng kim cho anh em. Gì vậy? Này mang cái này mất mất 5% thì kháng họ mất 75 cộng 2, không sao, bỏ ra đây cho nó đẹp cũng được, không sao. Ok. Chiều anh em luôn. Đánh bữa này cố gắng lên top nha anh em. Top hay không thì anh em chờ đợi ở video này nha. Và đừng quên ủng hộ video bằng cách nhấn like, chia sẻ video ủng hộ Khải nha anh em ơi. Ở đâu mà gió dữ Khải vậy? Khải ở Gia Lai giáp ranh Bình Định khoảng 100 cây số nha Nguyễn Tăng ơi. Cách Bình Định khoảng 100 cây số này mà. Hơn 200 anh em đang xem trên kênh YouTube thì đừng quên cho Khải một like đi nè, một like đi mọi người, ít like bài ta, anh em không ủng hộ gì hết đâu, đúng không? Mất 100 like. Gần 200 người xem mà mới 100 like thôi. Ai đâu chưa like? Ai chưa like? Like nhiệt tình đi anh em. Ai chưa like cho like cho Khải đi anh em, ủng hộ video nha. Ok, bây giờ chúng ta còn mấy phút, 2 phút nữa để vào đánh này mà. Chào anh Đồng Hương, ok Thiên Trần ơi. Ad top 2 số tầm bao nhiêu vậy Khải? Ad top 2 số tầm bao nhiêu? Đó mà nói thì ad top 2 số thì nó dao động khoảng từ 154-153 trở đi đến 153 trở đi thì khoảng 153 hạng khoảng 9x90 thì nó dao động khoảng tầm 1,5 triệu cho đến 2,5 triệu tùy theo ad là nó mắc server như thế nào. Còn mà ad tầm như Khải 100 thì dao động khoảng từ 3,5 triệu đến 4 triệu nha anh em. Đó, do ad Khải mắc đọc hoàn toàn rồi. Bánh trái này nọ mắc hết rồi nè, nên là giá nó khá là tầm đó là thiệt là quá chất luôn nè. Còn ở những ad top 10 như thế này á, ad top 10 như thế này thì dao động khoảng từ 5 đến 6 triệu nè, 5 đến 6 triệu. Đó là ad top, nằm như ad top á. Hôm trước ban mình Mỹ Đen mua ad 173 với giá 8 triệu. Đó, với giá 8 triệu mắc hoàn toàn sách vở, không thiếu gì. Đó. Với giá 8 triệu. Hello này mới vô nha, hello mọi người nha. Nhóm hôm nay tao máy là chưa biết em ơi. Hello thịt dơ nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi tung kim em ơi. Đây. Rồi, dạo dạo kiếm chút cháo chơi nè. Hello này mới vô nha. Bây giờ nghiên cứu ai bất lẻ thì mình bất lẻ thôi nè. Có người thì mình quýnh thôi nè. Chạy ở đâu con sâu? 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 Ôi đông quá, đông quá, chạy 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 chạy. Đông quá không cho lại, bỏ chạy nè em ơi. Bỏ chạy đời nó giết phí nè mà. Đậu giết chết cha ngày mi mình rậu. Đậu xanh. Ngày mi mình nằm một đống rồi nè. Hôm nay thì vừa bơ ca vừa đi bắt lẻ nha nè. Đường môn thì chỉ có đánh hướng đó mới lên được tốt rồi nè. Rồi, đứng đợi ai ra thì mình hốt thôi nè. Ai ra thì mình hốt thôi. Hello mọi người nha, hello này mới vô nha. Chúc anh em mình tối xem live dễ nè ơi. Đừng quên để lại cho video Khải một like chia sẻ chơi nha nè. Đó, đứng bất lệ, đứng bất lệ. Chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu, thấy chưa? Chết bệnh nạn luôn. Top 3, ba, top 2, 3 xì bạn ơi. Ok bên đoàn ơi, chạy đâu con sâu. Top 1, chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu. Đang top 1 nha anh em, chạy đâu con sâu. Ok bên đoàn ơi, top 2, 3 xì, ok bên đoàn luôn. À, ok, được khả đánh nha anh em ơi. Thấy chưa? Chạy đâu vậy, vô đây người anh em. Vô đó người anh em. Bom đây chứ bom đâu. Kim hiệu ý. Lụm con kim hiệu ý luôn. Mẹ Khánh Đen. Mẹ Khánh Đen. Chạy đâu. Chạy đâu em. Chạy đâu em trai. Chạy đâu em trai. Đang top 1 nha em. Chạy đâu em trai. Đừng buồn biết lẽ mà chạy đâu em trai. Chạy đâu, chạy đâu, đồ không dính ta. Thôi chạy chạy chạy. Ui da, ui da, chạy 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 chết hết xe rồi. Ui, à hồi đó mình nôn quá, xe mình chết hết luôn. Thôi, mua máu làm tuần khác này mời. Kéo bằng khóc xuống dưới cho dễ nhìn nè. Ok. Hello này mới vô nha, chúc anh em buổi tối xem live dễ nè em ơi.
chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát. Sao trâu vậy? Đủ xanh, á quấn hoài không chết kìa. Uầy, không sao không sao. Má phải đó có mình cân hả anh em ơi. Yếu quá, không có ai hết. Đi qua mất nóc là không biết bao tay đều phánh luôn á. Đông dữ ta, đủ xanh xong đông vậy. Thôi, lùm nó nè. Hello này mới vô nha. Châu vậy. Châu vậy. Châu vậy con sâu. Châu vậy con sâu. Châu vậy con sâu. Hello này mới vô nha. Chúc này mình tới trong live dễ nha. Châu vậy con sâu. Châu vậy con sâu. Đang tấm bộ anh em à. Ôi sâu con chuột. Ủ xanh. Má con nhà nuôi chuột to vãi chứ. Chuột nhà mình nó ở đâu ra. Nói chung là to vãi cả nồi luôn nè. Ai vẫn đang hạng 1 nha anh em. Lúc này có một người anh em bảo top 2 donate 300k. Cố gắng nha anh em. Đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Mưa bão trốn hết rồi nè, ít người quá đúng rồi anh em ơi. Mưa bão anh trốn hết rồi. Cũng hợp lý tại vì tầm này anh em lo tránh mưa bão á, nên là không ai rảnh mà ngồi game anh em à. Chứ hôm trước là một trận tổng kim gần cả 100 người lận anh em, gần cả 100 mạc lận anh em. Tối nay mới có 60 bạn, không biết tiếng nó như thế nào thôi. Tối nay hơi ít, ít hơn mọi hôm. Xác định ít hơn mọi hôm. Rồi, không nhận được luôn. À, đậu xanh. À, chiến thuật đập bom ăn mạng thôi em ơi. Làm con hiểu ý ạ, đỡ thèm ạ. Làm con hiểu ý đỡ thèm ạ. Hello cậu Mẫn nha, hello anh em mới vô. Khải ở Gia Lai nha anh em ơi. Ui nha, đủ xanh sao đông nha, chạy. Đông vậy anh em. Vũ ra đây, vũ ra, vũ ra bộ. Vũ nó ra bộ. Vũ nó ra bộ. Vũ nó ra bộ mà làm thịt. Vũ ra bộ mà làm thịt. Vũ ra bộ mà làm thịt. Ây cha. Mà đông vậy. Không sao, cũng giết được hai mạng. Cố lên. Máu trong rương không phải máu tống kia mà em ơi. Máu trong rương là máu máu cái kia, máu đi họ gì phòng phòng họ Liên Thành nè, chứ không phải máu tống kim. Ôi sao đông rồi. Ôi da, đông rồi. Với 80 chón giao tranh khá là êm anh em à. Không phải như hôm trước. Giao tranh hơi tù, hơi yếu. Giao tranh không nổi. Hôm này khác hoàn toàn nè. Lồn, côn lồn của chúng tôi. Ờ, à, đi gì à. Rồi, 9k8. Đúng rồi, tên là hàng cuốn top 1 thôi.
đâu thế, đông vậy ai chơi. À làm con kiếm thông thần lên nữa. Hello nè mọi người nha, hello nè mới vô nha. Chúng em tối xin like dùng dễ anh em ơi. À thằng quỷ không ăn được. Ây da, ây da, ây da. Đâu 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 đâu. Đang kiểu góc lạc nè. Hello Hải Trần nha. Hello này mới vô. Ôi to nè, to nè. Đủ có thiếu lầm to nè. Con thiếu lầm đó, thấy to nè không à. Thôi tiếp tục anh em ơi. Ôi mới còn phí làm gì. Lỡ rồi, làm im mau. Thiên tử hôm qua bằng đơ thắng nhà phong võ phương võ ơi. Ừ, thiếu lầm có chứ, có thiếu lầm bỏng chứ nè. Xe bỏ kéo xe mà. Thiếu lầm bỏng là bình thường mà. Xe bỏ kéo xe là thiếu lầm bỏng là cũng bình thường thôi anh em. Có gì đâu. Ôi. À, toàn. Đừng muốn nói cho vậy à. Khải thấy là tầm này là yếu anh em không trâu đâu mọi người. Khải dặn cùi bắp mà trâu gì. Top 2 là đang rất tốt anh em ơi. Đang trong tình dạng rất tốt rồi, rất tốt rồi. Cố lên nha anh em. Hello mọi người nha. Hôm qua Khải bận không online được anh em ơi. Hôm qua Khải bận việc không online được. Trời anh ấy bùa kháng tất cả đã u sân. Chính bùa tầm lum. Rồi đây. Ôi Khải buồn tiêu đi là đẹp à. Hello Nguyễn Ninh nha. Chưa anh em ơi. Ui da. Đủ xanh đâu hướng này đông vậy. Gặp chúng anh em được tập trung nó đông vãi anh ơi. Kinh quá. Tự nhiên chết hết pha đó luôn. Ép bị ép gấp chết luôn rồi. Ui da. Ấy chà chà. Có hàng. Có hàng cho anh em chơi. Có hàng cho anh em chơi. Ôi đông quá chỗ nổi anh em ơi. Bực. Cố gắng kẹp cổng phụ anh em không được. Hello anh em nha, đây là Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản S6 Đại Sơn Hà chân chủ võ công truyền kỳ chấm net nha anh em. Châu chứ, nói chung là khá là châu đó, hai võ ơi, khá là châu. Ôi, chết tôi, đông dữ ta. Thôi chạy. Ôi sợ đông, ôi sợ đông. Chạy để thương sách. Thằng này chạy để thương sách, đông vãi nồi. Let's go baby. Ôi chết, ép nhà rồi em ơi, ép nhà quá. Không thoát được, không chạy nổi nè mà, rớt top 8 rồi. Căng thẳng quá. Ui già đông. Chạy đi, là đây, hết đây. Gom xe nữa mày, á, đông quá. Và thì, ui, chắc nó đạt này. Đây. Hello này mới vô nha. Tranh thủ đi bắt lẻ nữa mày. Đứng giữa nó bắt đông quá, chịu không nổi. Ok, văn đoàn rồi, ok, văn đoàn nha. Ok. Ok, người nam. Đậm cái độc sát gì này.
Rồi, vô nhà kiếm chút thịt anh em ơi. Nhà kiếm chút cháo rồi. Đó rồi. Anh đi đường này chết em, chết với em. Ôi, không nghe được bạn luôn. Nghe mì ăn điểm rồi. Chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát. Chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát. Ôi giờ đông chạy. Đông quá, bỏ chạy, bỏ chạy. Đây, 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 có hàng, có hàng. Hello Thành Mỹ Thuận nha. Ui, 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 đông vậy. Không được, không được, không được. Đông quá, đông quá, đông quá. Ui da, ui da, ui da, ui da. Ui. Wow. Ai da. Trận hôm nay có vẻ hơi yếu anh em. Đường băng bom này 9 hit thì bị delay 5 giây mới đạt được một bom nè. 5 giây mới đạt được một quả. Nên là bị fit, gọi là bị fit đó. 5 giây mới đạt được một quả bom 9 hit nè. Nên là hơi bị fit thế. Fit thời gian, fit thời gian skin. Hello anh em ơi vô nha. Rồi, top 9 rồi anh em ơi. Đuối quá, đuối quá, đuối quá. Đó, đi nè. Hiểu ý hả? Hiểu ý với chúng tôi 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 hả? À, ông này làm như này. À, đâu, anh ông ca núp chỗ này. Không đánh được. À, không đánh được. Đấy, ông nội đồng anh à. Kiệt gốc lắm. Ôi, đánh đuối luôn. Vẫn hàng chính rồi, chưa là nội tốt được. Ờ, đang phạm làm phạm nờ và sơ top 1 nè. Áo tung cháo. Ơi, bậy, đủ xem tí thì chết rồi. Ôi sao nó đông vậy? Đông quá, đông quá, đông quá, đông quá, đông quá, không, đông quá, đông quá, đông quá, chạy, 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 chạy thượng sách. Ờ, à, chém, chém, chém cũng được vài mạng, chém cũng được vài mạng chứ. Thôi chạy, chạy. Đông quá, đâu còn quên mình những năm đọc rồi em ơi. Ngày 10 chết luôn rồi, ngày 10 năm đọc chết rồi. Quên ngày 10 dương thiếu lầm chết rồi. Ui, số kiểu bất lẽ rồi em, bất lẽ là farm nờ mà sao ăn điểm. À, có hàng, có hàng. Có hàng, có hàng, có hàng. Trời ơi, thiếu lầm đào chém mình banh luôn. Đậu xanh. Ôi, đông quá, đông quá, đông quá. Sao chơi, đông quá, đông quá, đông quá. Chạy, 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 chạy. Chạy, 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 ra đây, cứu nè, chơi nó nè. Đụng có một xe rồi mà em chạy hết rồi. Nó có một xe rồi em chạy hết rồi. Nên tốt xấu. Đây, đây. Anh hiếp nó. Ui da, đông vậy. Ui.
Ơi, nó lại làm vặn nửa bên sơ này. Hello, này mới vô, giờ này mới vô cho một lần hỗ trợ cho mọi người ơi. Ôi dạ, dạ, có hàng. Wow, trời ơi, sao mà đông vậy? Thôi xong. Không thể nào mà chịu nổi. Tua tao tả. Bắt cái cổng luôn, đủ sao nó có một xe thôi, lụm nó. Đúng rồi. Trời ơi, dưới, chạy. Sao mà tài le bông bí vậy? Có một xe nè. Ôi, nó sụp lần đồng quá. Chịu không nói nè em ơi. Đông như con người. Chịu quá. Chạy. Này chạy nghiên cứu biết lẽ thôi, tầm này một mình sao mà cân nổi được. Trời ơi, thì nó sao pha với quần què mà đông vậy. Đúng rồi em, anh em chơi nó. Rồi, chạy. Xe đâu hết rồi. Ok. Chơi luôn, đủ xe bên kia chạy đâu. Đúng rồi, chơi lại. Đó, trời ơi. Giết luôn nó mới sướng chứ lì. Thôi xong. Má đông, đông quá. Hello, anh em mới vô nha. Hiện tại anh em đang xem cả đi giao lưu tống kim của mấy chủ S6 đại sản hàng vậy nè. Tối nay thì... Ôi, cái gì vậy? Cái gì mà tống 46 kim 66 là sao ta? À đâu? Đánh trọng tống kim cứu lại rồi. Đậu xanh như vậy? Vì kim có 66 người mà tống có 46 người trên lợi đâu 20 người vậy ba? Thôi, manh thèm. Mấy anh thèm hay là đang đánh mấy ông nội nó cúp điện rồi. À, thiệt sự. Trời ơi, mấy anh thèm. Ui, đông dữ ta. Chỗ nào cũng có địch. Ủa xanh. Ui, xin đầu chém mình đâm luôn rồi. Ừ, chắc. Đó anh em, thả anh em cứ nghĩ đi. Cách gần 20 người nữa sao? Sao đánh rồi, bảo tới rồi à. Ép vãi chướng rồi nè. Đậu thở không kịp luôn em ạ. Why so, nhà bên tạo bên kia nhưng mà nó qua ở nhà tắm hết rồi. Thôi xong. Đậu xong nghe mươi mình chết luôn rồi. Đánh gì mà đâu, dữ sao mà đánh đây. Đúng rồi, mấy ông nhớ cúp điện rồi. Đậu gì tống kim cái này chết. Này, cái leo que có vài người thôi nè. Này, một nhóm này thôi. Có 47 người, bên kia gần 60 mấy người. Ui xa. Đông vãi cả nồi. Khá là ít, bên này khá là ít, không được đông. Trời, dứt điểm cũng ngon chứ giỡn đâu. 2-3k rồi nè, cố lên. Ủa, nó đông quá, mình chịu đánh thơ đông. Nó đông thì mình đánh thơ đông. Nó đông quá, mình đánh thơ đông. Chạy đâu, ôi, ăn thủ lâm trâu rồi, đi qua được 7 luôn. Này, bên tắm được nhiêu đai thôi anh em, một nhóm này thôi anh em. Còn lại là đồ xanh ở nhà nó bị nó quýnh teto tao tả luôn. Chạy đâu cho thoát.
chạy đâu cho thoát. Hello anh em mới vô nha, anh em mới vô trong một live ủng hộ chơi anh em ơi. Hello Phước Võ nha. Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da, sao kia ngồi kia đông vậy? Ngồi kia đông dạy người anh em, ngồi kia đông dạy người anh em. Lầm nó anh em, đúng rồi, trời không ăn được mạng luôn trời. Không ăn được mạng luôn trời. Ui da, có vẻ hơi đông nha. Ôi, bên này có hướng này cái thiếu lâm đào anh em à. Cứu, 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 cứu. Thôi, 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 chạy, 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 chạy. Không ổn cho lắm. Không ổn cho lắm. Không ổn cho lắm. Không ổn cho lắm. Ôi, chạy, 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 chạy. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Áo. Ôi. Người đứng gác của chúng tôi. Có người đứng gác của chúng tôi. Ây da, ây da, ây da. Thôi xong à, đông quá. Khá đang đẩy theo hướng tanh bom chính là bom bom loi thôi nè. Để lấy hiệu ứng chón. Còn lại nếu mà sau này ông ổn thì Khá sẽ tanh theo hướng bom chính đít nữa xem. Cái đánh bảo vũ và bom chính đít thì có thể là ok, thử thử nó ok không. Thôi chạy rồi. Trời ơi, chỗ nào cũng có người nha. Ok, xe này cho được. Xe tốt teo, xe tốt teo, đánh chết tốt teo luôn. Tốt teo nè, tốt teo nè. Hello này mới vô nha. Đây. Ừ, 77 thời chùa. Chỉ lấy hiệu ứng không có đam. Nhưng mà 7 chiến đi thì nó bị fit nè mà. 7 chiến đi bị fit thời gian á. 3, 4 giây mới đạt được 1-7. 4 giây mới đạt được 1-7 nên là 7 chiến đi cũng không ăn thua. Có hàng. Có hàng để chiến đấu. Có hàng để chiến đấu. Có hàng để chiến đấu. Ok, hay rồi. Để coi bi. Tiếp tục chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Mà trời, Tống vẫn thiếu người nè, đủ xanh cái gì mà vẫn thiếu ha, hơn thua mười mấy ha chú ạ. Hay thiệt sự, hay vãi nồi. Chạy đâu con sâu, vẫn thiếu người. Thiếu Lâm phản đàm yếu quá. Thứ Lâm cũng được nè, Thứ Lâm khải phun máu mà yếu gì. Thứ Lâm khải hơi bị trâu á nè, máu 40k á nè, đừng có đùa. Trời, lão lương trâu quá. Lâm lão lương trâu quá. Ai cho lại? Thôi chạy, 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 chạy. Không thể nào giết chết được lão lương Thiếu Lâm. Vẫn đang chênh lệch khá là nhiều. Đông nhớ. Đông là sao đánh. Đủ xong. Chạy chạy. Chạy thường sắt. Trong 36 phép biến hóa thì phép bỏ chạy 7 trò là sống là thường sắt nhất anh em. Thường sắt nhất anh em. Trời, chạy chạy. Thôi 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 thôi. Đông dữ sao chơi. Có hả. Có hả. Ôi trời ơi, nó đông vô nhà liên tục này mà. Ôi trời, sao mà đông vậy? What the hell? Chạy, chạy, chạy. Đông vãi cánh rồi. Bất lẽ thế này.
Chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát. Ui giời, làm thế. Thấy cái con lồn thấy ham rồi. Thấy cái con lồn thấy ham rồi. Trầu thế. À mà không trụ nổi, cũng không trụ nổi được. Hai xe đánh một cũng chết thôi. Không ai trụ nổi được. Đánh bài thì được, bảo vô không nên uống bia. Đúng rồi anh em. Đánh bài còn thủ được, cho anh em uống bia nữa. Lúc đó bảo vô khỏi thủ luôn á. Thủ niềm tin luôn mọi người. Đúng không? Anh em đang xem thì ủng hộ like chia sẻ cho anh em. Sao tối nay không thấy sao free ta? Sao tối nay Khải không thấy sao free ta anh em? Anh em comment liên tục dấu chấm than 75 thử anh em. Sao tối nay không thấy sao free ta? Không thấy sao free luôn á mọi người. Ủa hôm nay sao free bị vấn đề gì rồi? Không thấy hiện sao free nữa anh em. Áo dữ. Áo tung cháo rồi. Núp góc nè sư huynh. Sư huynh núp góc. Ây cha lọn luôn như thiệt vậy. Đủ xanh chạy nữa chứ. Ây cha cha. Ui. Mấy đồ mồm kia xếp mình đâu quá. Số bên kia ra rồi. Ôi như số bên mình ra như thua. Thua số rồi thì phải. Chết số rồi thì phải. Không ai thua số chết số rồi thì phải. Ui. À bắn đầu. Rồi. Mấy này trâu dữ ta. Đúng rồi không chết luôn. Thôi 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 chạy 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 chạy. Ôi pha đó mình xém tí là móc out rồi. Không ăn được. Ăn được có 3 mạng này. Gồm xe á. Ui cứ quá liều mạng không ta. Ra đi Nam. Đủ xanh. Đánh được đánh tốt luôn. Đánh tốt luôn đúng rồi. Đánh tốt luôn. Đủ xanh mới lọn kìa. Đồ. À, nhiều luồng đam nó vô người mình quá. Trời, năm đầu vô đá rồi.
Năm nào yokai à? Tao đồng vậy rồi. Thôi giờ cũng xe á. Chạy 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 chạy. Đúng rồi, chơi nó nè. Ủa, cái kiểu như bị lắc mà ta, sao mà đánh không mất mạng ta? Ôi, trời ơi. À, đánh như thiệt. Hèn gì kẹt mình dốc cho tường bên trong, vãi cả nồi. Thôi, 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 nãy đứng bị lát bên trong. Hello, này mới vô nha. Đông vậy người anh em. Đông vậy người anh em. Tập 4. Ôi trời, thải chém đầu dữ. Đang được tập 3 đang đánh đô này anh ơi, thiếu 3k nữa, đồ kiểu gì đây? Ngâm đọc đó. Thiếu 3k nữa lên tập 3 đây nè em ơi. Đồ kiểu gì đây? 3k nữa. Đây chưa kịp qua sói bên kia nữa. Quýt ở nhà liên tục không kịp qua sói, không biết sói nó có thủ không nè. Ờ đang mưa rồi Ngô Minh Đảng ơi, mưa khá là to luôn nè, mưa cực kỳ to luôn. Ba hơi khó này, ôi trời. Hứa Dân Cường, trời ơi, không phải mà đánh sói nè ơi. À, sói anh lại buồn gơ gớm. Hứa Dân Cường sói mới ghê chứ. Quá nhỏ nè, cố gắng hết sức rồi, không ăn được sói. Top 2, top 2, trời ơi, anh Tuân đánh hay quá. Liên trả 12, 13, top 2 luôn. 13 rồi, cố lên. Hai anh em ơi, hay dữ trời. Trời ơi cái tuần quá tuyệt vời. Bích Phượng, Bích Phượng, Bích Phượng, Bích Phượng chạy đâu. Trời Bích Phượng kèm theo thiếu lầm nữa, chịu rồi. Không ăn đường sói nè, Hứa Dân Cường ăn rồi. Quá nhỏ. À, mình không ăn được, nhỏ quá. Quá đen nè, phải nói ăn đường sói là top 1 luôn rồi. Phải nói mình giết người, mình tách đánh đánh người, mình đánh boss mà không ăn thua. Không ăn được boss trong bậc là đánh người ăn được mớ mạng liền. Ngon lành cành đào liền. Ôi thay em đi má anh ơi. Thay em đi má anh ơi. Anh vài nửa bơ sơ thôi mà. Canh thế anh em. Canh thế mấy sư tỷ. Ôi thôi 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 thôi. Chạy 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 là thương sách. Ok ok trong này có hàng. À trong này có hàng. Một ạc gió đang ăn cây cây. À cây cây ngay mới kiếm. Em kiếm đứng lại. Em kiếm đứng lại. Chạy 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 chạy. Không ăn được nè, vào đó mít sói.
Nó mít sói anh được sói tập 1 thì có được. Hết máu rồi, nhiều máu rồi em ơi. Đó, bỏ chạy luôn rồi. Để sao đánh. Chạy luôn rồi sao đánh. Thôi, làm 7 vàng nữa mới sơ. Làm 7 vàng nữa mới sơ này mà không có người biết đánh ai đây. Chạy đâu hết rồi. Đây, hàng đây với hàng đâu. Chạy đâu anh ơi. Đứng lại. Đứng lại. Nó chạy gì chứ. Chạy ra đâu con sâu. Chạy ra đâu con sâu. Chạy ra đâu con sâu. Xây cũng khá ok nè. Chạy ra đâu. Móc mang cái bàn các bạn. Cái bàn giỏ đó. Giỏ đó. Giỏ đó. Giỏ đang đi đâu. Bất lẽ là đường môn là phải nói là nô 1 nghe mi nữa nè em ạ. Chạy đâu. Quá hay, quá hay. Xém top 1 luôn. Cố lên em, đủ hết top 1 rồi. 2k nữa. Từ, không ổn, vô đấy, giao tranh không ổn. Vô góc ngay, bất lệ. Ôi, không ổn. Áo. Đồng thế. Trời ơi, xem top 1 rồi nè. Ây, trời coi. Ui da, top theo. Ui, top theo, đứng đâu đông rồi. Xe top theo đứng chặn sẵn đâu ngon ngại. Chết tôi rồi. Theo bỏ chạy à. Theo không đánh, theo bỏ chạy. Top 1 chưa, không biết top 1 nói không đây. 6 phút, 5 phút. Top 1 có 500k hả? Mình tiếng lê, ok anh ơi. Top 1 có 500k, còn mình tiếng lê donate nữa nè em ơi, biết sao đây. Thằng em thì nó đang farm nở và sơ canh quá nè em ơi. Thì nó farm nở và sơ top 1 luôn rồi, hiểu rồi. Farm nở và sơ canh quá. Nở và sơ là của mình. Có kiếm còn đại tướng nữa coi, vô nhà nó ơi. Thôi nào sao đánh chậm lắm nè mà. Vô kiếm có ai không. Đó, đủ kiếm biết lẻ coi. Hello này mới vô nha. Đủ, khó dữ, chạy hết rồi sao mà đánh. Nhất dịp bộ đờ nó của ngày 10 châu. Còn thấp 1 rồi, còn thấp 1 rồi. Ôi dồi châu quá, chạy chạy chạy. Không ổn, chạy nè mày. Má đồng dữ. Thì farm con quẻ, con quỷ mà thêm một càng tư đầu mà sơ vậy. Farm đầu mà sơ thấp 1 á. Trời, cành dữ ta. Hết đầu mà sơ rồi. Hết đầu mà sơ rồi anh em ơi. Có nào mà sơ rồi. Nào mà sơ đâu, Bị bắt mình tham mấy thằng chơi quạt. Mấy thằng chơi quạt. Ôi trời. Má thiếu lòng đào chứ mình đâu. Ôi lên tới 1 rồi. Má thiếu lòng đào chứ mình đâu quá nè mày. Lòng đào là ông lương. Em thì nào, đừng có farm nào mà sơ nữa. Ngừng cho anh tao. Phan nổ sơ quá, ai cũng sợ lớn có thìn. Đúng không? Thìn thìn nào, phan nổ sơ ngưng, ngưng nào phan thìn. Anh Minh Tiến Lê donate 500k đây. Bước phan nổ sơ giùm anh gắn coi. Anh không mày có 1k điểm thôi. Thìn nào, không biết thìn có nghe không? Ừ, phan nổ sơ thì bằng người được. Cố gắng phem người cho anh sướng nè. Còn hết giờ rồi, cố lên. Còn giờ rồi. 3 phút cuối. 3 phút cuối. Đâu.
đây 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 có người không? Đây đây có hàng, có hàng. Ui da, đông đông đông, cũng được cũng được cũng được cũng được. Chạy chạy chạy. Cái nào nên đánh đánh em, cái nào bỏ bỏ em ơi. Cái nào anh cái nào anh được bỏ. Đó. Ui da, sao đông vậy? Ui da, ui da. Thôi 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 thôi, mang thèm, mang thèm. Mang thèm. Đúng rồi, thèm. Chúng là biết lẻ này, chúng là biết lẻ này. Xuống là biết lẻ này. Xuống đây biết lẻ lên top này, đi đâu cho sao. Trời ơi, đủ xanh má cái giấy mình mới ghê chứ. Chết tụi, thôi xong. Áo, cứ bị giấy anh em à. Cứ bị giấy chết rồi chứ. Anh em chơi giật chết tụi à. Top 1 đang trong vòng tay anh em ơi, cố lên 2 phút nữa. À, Văn Toàn 3 xị nữa, có 8 xị. Quá sợ, chẳng tống kia quá tuyệt vời luôn, cố lên. Cố lên anh em ơi, 2 phút cuối. Mà hết lag nữa mới đâu chứ, đủ xanh. Top tail, anh xem top tail là top 1 luôn nè. Top tail ơi em ơi, đứng nhà này nghe coi. Đừng 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 đánh trả, đừng đánh trả. Đồ xem khỏe vậy. Đừng đánh trả em ơi. Chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu. Đồ chạy luôn em ơi, chạy luôn. Chạy đâu em. Gọi không ăn được luôn à. Chết tôi. Những phút giây phút cuối cùng, một phút cuối cùng rồi em ơi à. Được được được. Được cái này được 300 điểm, được. Gõ lên. Vậy nửa bên sơ cuối được, nửa bên sơ đâu? Một phút cuối cùng. Nửa bên sơ đâu, nửa bên sơ đâu? Nửa bên sơ đâu rồi? Đây 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 nè. Ôi giời, chỗ này có người sao anh em bỏ chạy vậy? Nửa bên sơ đâu anh em, phút cuối rồi. Đúng rồi, cho nó, cho nó, cho nó. Cho nó luôn, cho nó luôn. Đủ khô máu luôn em, đúng rồi. Hỗ trợ nào em, khô máu lùm điểm. Ôi trời, ai cha, được 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 được. Cảm ơn anh em hỗ trợ hay lắm. Vô nhà, thành này núp 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 tượng của chúng tôi. Ấy da, ấy da, từ 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 từ. Từ từ, vô góc đứng, vô góc đứng đánh nhà xuống. Vô góc đứng, ôi da, sao mà đông vậy. Ôi da, chạy, 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 chạy. Gặp tường, gặp tường. Ôi, 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 xem chết, xem chết. Cố lên. Top 1 rồi. Hay, lão lương thiếm đào. Quá sợ, lão lương thiếm đào gờ luôn nè. Thôi, 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 chạy, 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 chạy. Cố lên. Vào tay nữa rồi, quá đẹp luôn em ơi. Chạy chạy chạy, còn 30 giây cuối cùng. Anh đừng mà sợ, anh đừng mà sợ. Có người chơi bạc hả? Đụng lát rồi, gặp bạc hả? Vẫn đang giữ top 1 nha em ơi. Vẫn đang giữ top 1 nha em ơi. Trận này quá hên, quá hay luôn em ơi. 20 giây cuối cùng. Top 1 thì nó bị treo máy rồi. Thì nó bị gì treo máy rồi. Hay lắm mà. Hôm nay thì thả mình top 1 nè em ơi. Cảm ơn thằng em. Mọi nhiều quá, liếu cả lưỡi. Đúng rồi. Ok, top 1. Anh điểm cuối, anh điểm cuối, anh bằng cuối nè, anh bằng cuối. Chạy đâu nè. Rồi hết giờ. Easy game. Top 1 anh em à, 122 mạng đó. Trời ơi, chọn tấm kim hôm nay. Khải này, Thìn này, Nguyên Trương này, tình anh em gánh tem phê tấu rồi mà. Còn lại là Kim này, Turner Gia Phúc. Lão lương con đao, hôm nay lão lương con đao đánh không được mạng nào. Hơi hôm nay chỉ top 4 thôi, hơi ít. Chỉ 168 mạng thôi. Thiên Nhẫn, trời ơi, chọn thông kim quá easy anh em ơi. Quá easy luôn. Hôm nay tự nhiên sao anh em donate, tự nhiên sao đánh hình dữ ta. Hay giống giống hay mà hình dữ ta. Đó, top 1 easy game luôn. Đó anh em thấy không, như anh em còn đã thấy thì anh gì ta, Minh Tiến lên top 1 có ngay 500k. Quá tuyệt vời. Rồi anh Văn Đoàn của ta, Văn Đoàn 300k nữa anh em ơi. Bảo có khác đánh xuân quá hả, à? Đúng rồi anh em ơi. Với lại hôm nay chọn thông kim nó chỉ gói gọn khoảng tầm 50 đến 60 người á, thì con đường môn nó rất là phát huy tác dụng khi đi bất lẻ nè mà. Giao tranh thì cũng được luôn, tại vì là giai đoạn đó nó giao tranh thì với giao tranh khoảng tầm 50 ạ đến 60 ạ thì đường môn cũng có thể giao tranh được. Anh em thấy những giai đoạn đầu không? Khả giao tranh cũng rất khó mà đợi chết khả luôn nè. Nói chung là với giai đoạn mà cứ ít người á thì con đường môn nó sẽ có rất nhiều cái kiểu phát huy tác dụng đỡ, phát huy sức mạnh của con đường môn nè. Còn những mà mấy trận mà hơn 100 người hoặc là 80-90 người á, đường môn vô giao tranh là khả anh đam phải chết rồi. Ok anh em ơi, quá hay anh em ơi. Quá hay luôn Đức Trọng ơi. Hôm nay được một cái